Ok, rồi, bắt đầu nhé. Ở nhà đã thử làm bài chưa? Tuần này em bận quá, em chưa được qua được. Em mới chuyển nhà để bắt đầu tuần sau em sẽ chăm chỉ hơn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ cứ thử đọc xong là hai chị em mình cùng chọn đáp án nhé. ạ. Rồi. Nihon では人気の美術展に行くと一番混んでいるのが入り口の作家の落書きとか解説ボードの前です。なおさん。Ở Nhật thì khi mà đến bảo tàng mỹ thuật thì cái lúc mà đông người nhất, lúc mà đông nhất là ở phía trước cái bảng giải thích thông tin và tóm tắt lịch sử của triết gia, của tác giả. Thứ nhất ở đây là chị nhắc lại một chút là cái từ nô gá, đúng không? Cái nô gá ở đây là danh từ hóa của cụm chủ ngữ, là cái việc đó là cái việc gì, đúng không? Thì câu nó sẽ thành câu chủ ngữ là nani nani ga nani nani des. Như vậy nô này nó là danh từ hóa của cái cụm chủ ngữ, và đằng sau nó nói về cái gì thì nó sẽ vẫn là cái đấy, đúng không? Thì sẽ ở đằng sau thì mình sẽ dịch qua thì là mai, mai là đằng trước cái kaisetsu bodo, là ở đằng trước cái bảng giải thích hoặc là cái bảng gọi là thành tích lịch sử của cái tác giả đó ở cái nơi cửa ra vào, đúng không? Thì ở đây nó chính là địa điểm, đồng ý không? Vậy mình sẽ hiểu là cái nô gá ở đây nó chính là cái địa điểm mà đông nhất khi mà đến một cái bi stand, đến một cái viện mỹ thuật được yêu thích ở Nhật Bản. Nó chính là cái điểm ở trước cái bảng giải thích hoặc là ở trước cái bảng lịch sử tóm lược của cái tác giả đó ở chính cái cửa ra vào, hiểu không? Đấy, thì là mình sẽ hiểu như vậy. Thì là cái nơi đông nhất nó là cái địa điểm đó ở Nhật Bản. Tiếp này, Nyuzo sa wa mazu koko de sakka no rippana lakuleki ya sakuhin no subarashi sa という能書きの沢を浴びて、その通りありがたく鑑賞する能です。なさら。Những cái người mà đến đến tham dự đến tham gia thì đầu tiên thì sẽ kiểu đầu tiên thì sẽ gặp vẫn gặp những cái tác giả, những thành tích lịch sử rất tuyệt vời của các tác giả ở đấy, và những tác phẩm tuyệt vời của họ. Nô từ nô và nô ga ký sẽ được viết ở đấy ạ. Ở đây em dịch cái từ gọi là gặp ở đâu đấy? Cái từ gặp là em để em nói chỗ nào? Abi abi tế À, cái từ sawa o abiru là tắm, đúng không? tắm Sawa o abiru bản chất nó là tắm. Còn sẽ mình tắm sẽ được thì đắm chìm đúng rồi, đắm theo chìm, đúng rồi. những tác phẩm tuyệt vời Đúng mô rồi. và Cái nogaki ở đây người ta đó giải thích ở dưới này, đúng không? Đó là những cái thứ mà biểu diễn cái kết quả giống như kiểu kiểu liều thuốc ấy. Ở đây nó chính là cái từ ngữ mà diễn tả những cái điểm nổi trội của cái tác giả đó, đúng không? Thì là new josa là những cái người mà đến viện mỹ thuật, đến viện bảo tàng thì sẽ được đắm mình ở trong cái nogaki, là ở trong cái bảng gọi là đưa ra các cái điểm xuất sắc của những cái tác giả đó mà tối ưu, và người ta sẽ định nghĩa của cái nogaki này, đúng không? Người ta sẽ định nghĩa cái nogaki này nó là cái đoạn tối ưu ở đằng trước đây. Cái đoạn tối ưu ở đây nó chính là cái đoạn này đây, đúng không? Tối ưu ở đây thì tất cả cái đoạn này nó chính là cái đoạn tối ưu đây của mình, đúng chưa? Vậy là mọi người sẽ được đắm mình trong cái
bảng thành tích đi, mình cứ tạm dịch là cái bảng thành tích tuyệt vời Subarashisa đúng không? Bảng thành tích tuyệt vời của những cái tác phẩm hay là cái lịch sử của lịch sử gọi là Lipana, là lịch sử tuyệt vời của những cái tác giả đó ở đây. Ở đây là ở đâu? Ở cái viện bảo Ở cái Ireguchi đấy, ở cái bô độ đấy. Đúng không? Cái đoạn đằng trước nó nói về cái địa điểm là ở đằng trước cái bô độ giải thích hay là cái lịch sử của cái tác phẩm đó, nên là Coco ở đây nó chính là cái đoạn đằng trước, nó chính là nó sẽ được thưởng thức những cái điều đó ở chính cái nơi đây, là nơi cái cửa ra vào mà đặt cái bô độ đấy, đúng không? Và ma dự ở đây là trước tiên, là những trước tiên những cái người đến tham dự sẽ được đắm mình ở trong đó. Rồi sau đó thì làm sao? Kanso sudo no, là cảm thụ hay là gọi là gì? Kanso là kiểu sao nhỉ? thưởng thức ạ. Ờ đúng rồi, thưởng thức. Mà arigatou là gì? Biết ơn Đúng rồi. Sonotori là sao? thông qua đó. Thông qua đó, chính xác, có nghĩa là thông qua những cái bảng thành tích đó, thông qua cái nogaki đó, thông qua những cái lời nói gọi là bay bổng để giải thích về những cái điểm nổi trội của cái tác phẩm đó, thì là những cái người đến tham gia sẽ được thưởng thức một cách rất là tuyệt vời theo những cái gì mà người ta viết ở trên đó, đúng không? Và no ở đây nó chính là giải thích cho cái câu đằng trước, đúng không? Tại vì lý do thì no ở đây mình sẽ hiểu là lý do, đúng không? Và mình sẽ hiểu là cái lý do tại sao mà mọi người lại đông nhất ở cái địa điểm đó là vì mọi người sẽ được thưởng thức rồi nọ kia, được đắm mình trong đó, đúng không? Thế nên hai cái câu nó rất là liên quan đến nhau, mình chỉ cần phân tích một số những cái từ thôi là mình sẽ biết được cái sự liên kết của nó. Tiếp này, Sonahito ga tsugi ni tachi tomaru no wa kyokaso ni deteru meiga to ka pamphlet ni keisai sareta sakuhin no mae desu. Mae de mi owatta ato ni wa wadai no marumaru ten o mite ikimashita という事実が残るだけです。Những người đó, Đúng rồi, những cái người đó. những người đó thì sẽ quan tâm, cái điểm quan tâm tiếp theo đó là nếu những tác phẩm nổi tiếng trên sách giáo khoa, tác phẩm nổi tiếng trên sách giáo khoa hay là những cái tác phẩm trước đây từng được đăng ở trên băng trên tạp chí quảng cáo, và sau khi mà xem xong thì sau khi xem xong thì chỉ còn đọc lại thực thực sự là thực chất là thực tế là chỉ còn đọc lại những cái cảm giác vừa mới xem xong về chủ đề của một buổi triển lãm. Ở đây sẽ cùng phân tích với câu với chị nhé, chắc tại chị đọc trước nên là nó hơi bị ngắt một chút. Thứ nhất là cái từ nô hóa, đúng không? Cái từ nô hóa ở đây thì là mình xác định nó là chủ ngữ rồi, tiếp tục lại danh từ hóa của chủ ngữ, và mình sẽ nhìn xem ở cái đoạn đằng sau nó nói cái gì, thì cái nô hóa này nó chính là cái đấy. Ok chưa nào? Tiếp này, cái tô cà này là một này, như vậy danh từ tô cà, danh từ một, tô cà danh từ một hoặc là danh từ hai, đúng không? Sẽ no mai đệ, đúng không, là trước cái gì đó. Ok chưa nào? Như vậy ở đây nó chính là địa điểm hoặc là cái gì đó, thời gian hoặc là phương thức gì đó này, và nó vẫn chưa đến cái phần chính, mình phải tìm ra được cái động từ chính của mình là làm sao. Miwa tạ tội ni hóa thì đây cũng là trạng ngữ chỉ thời gian rồi, tiếp lại đến mite ikimashita tạ tối ưu, như vậy động từ của mình ở đây sẽ là mite ikimashita tạ tối ưu jijitsu. Vậy là jijitsu sẽ là danh từ chính, còn tất cả các đoạn ở trên này nó sẽ là bổ nghĩa cho cái từ jijitsu, được chưa? Vậy là chỉ còn lại cái sự thật rằng là sao? Cái sự thật là mite ikimashita là đã từng xem, đã đến xem cái tên là cái triển lãm gì đó với cái chủ đề gì đó, sau khi mà đã xem xong, trước khi làm sao tác phẩm đó được đăng tải lên trên pamphlet, là đăng tải lên cái
cái gì nhỉ, pamphlet là Cổng tạp chí quảng cáo. cái tờ tờ quảng cáo, hoặc là cái mega. Mega là cái gì, mega là danh, Cái tập phim nổi tiếng, thực ra tạp chí nổi tiếng. cái danh tác ấy, hay còn gọi là cái tác phẩm nổi tiếng thôi, được xuất hiện ở trên cái kiêu ca sổ, là ở trên cái gì nhỉ, cái Sẹo quả. ở sách giáo khoa. Nhưng mà mình lại phải để ý đầu tiên ở đây là cái phần chủ ngữ. Cái phần chủ ngữ ở đây là gì? No á, là cái gì, là cái gì gì đó. Tachi tomaru là gì? Chú ý. No no Quan Tachi no no Tachi tomaru là đứng tâm. lại thôi. Đứng. Ừ, đứng lại đó. Ừ, cũng có thể dịch là quan tâm được, là có nghĩa là mọi người sẽ đứng ở Chú ý vào cái đấy. chú ý vào cái đấy. Và tsugi ni là tiếp theo, đúng không? Như vậy ở cái câu đằng trước người ta nói là ma dự, nhìn thấy sự liên kết câu này. Thứ nhất là cái câu đằng trước nó có cái từ ma dự, và đến cái câu đằng sau thì nó có cái từ tsugi ni. Như vậy là mình sẽ hiểu rằng là những cái người mà tham gia cái buổi mỹ thuật đấy thì trước tiên là họ sẽ thưởng thức ở cái cửa ra vào cái lịch sử của tác giả. Sau đó thì những cái người đó sẽ đứng lại ở đâu? Ở trước những cái tác phẩm mà được đăng tải ở trên cái tờ thông báo, hoặc là đứng trước những cái tác phẩm mà có xuất hiện ở trong sách giáo khoa. Và sau khi họ xem xong thì chỉ còn một cái sự thật rằng là họ đã xem cái triển lãm này với cái chủ đề như thế nào đó. Và đọc tiếp cái câu sau thì em sẽ hiểu là cái câu này nó nói về cái gì. Kore de wa hontou no kanso dewa naku, tan ni kimerareta tori no kankou kousu o kengaku shite kita dake no ryoukousa to onaji desu. Là sao? Ở đó, Ở đây thì ở đây thì không phải là chỉ có thưởng thức thực sự. đây không phải là một cái sự thưởng thức, một cái sự thưởng ngoạn thực sự, mà là Mà tam đan đan tan tan ý, là đơn thuần, đơn giản, trong từ can tan ấy. mà đơn giản là được quyết định. Đơn đơn giản là Đơn giản là giống như những cái người người đi du lịch và chỉ tham quan những cái điểm giống như là tour đã được quyết định trước đúng rồi, một chính cách xác. đơn thuần. Ừ. Như vậy là ở cái đoạn câu trên người ta nói là những cái người tham gia buổi triển lãm đấy thì trước tiên là họ đắm mình vào trong những cái phần lịch sử của tác giả này, sau đó thì họ lại nhìn vào các cái tác phẩm mà được đăng ở trên pamphlet này, rồi nhìn vào những cái tác phẩm nổi tiếng. Cái từ mega ở đây là trong cái từ danh tác, thì khi mà một danh từ mà ghép với cái từ mê này này thì là mình sẽ hiểu là nó là cái gì đó nổi tiếng. Cũng là mê sắc cự là tác phẩm nổi tiếng, mega ở đây là những cái bộ phim nổi tiếng, hoặc là cái gì đó mà có gắn cái chữ mê này thì nó có nghĩa là nổi tiếng, đúng không? Thì là mọi người đầu tiên là như thế, rồi lại chỉ có tôi quan tâm để ý, no mai đệ là chỉ quan tâm đến những cái tác phẩm được đăng ở trên đó, và những cái danh tác mà được ghi ở trên cái sách giáo khoa mà thôi. Thế nên là chỉ còn một cái sự thực rằng là họ đã đến cái buổi triển lãm gì 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 đó sau khi mà đã xem xong, có lẽ sau khi họ đã xem xong hết những cái tác phẩm được quảng cáo đấy rồi thì họ chỉ còn đọc lại một cái sự thực là tôi đã đi đến cái triển lãm đó với cái chủ đề nào đó mà ở trên pamphlet tổ người ta nói. Và cái việc này Kore đấy ạ, cái việc mà mình xem ma dự và tsugi đấy thì nó thực sự nó không phải là một cái sự làm sao, một cái sự thưởng thức Thưởng thức. thực sự, mà là nó chỉ giống như là những cái lữ hành, những cái người lữ khách, đúng không? Những cái người lữ khách mà
tham quan những cái chuyến tham quan du lịch theo đúng như cái gì mà đã định sẵn mà thôi, đúng không? Tanaru là chỉ đơn thuần là như vậy mà thôi. Tiếp này, như vậy là người ta đang so sánh, đúng không? Cái bài này, cái dạng bài này của mình đang học là cái dạng bài gọi là suy nghĩ của tác giả, đúng không? Nên là mình sẽ phải, nó sẽ là sự kết hợp của các cái dạng bài khác nhau. Ví dụ như trong cái đoạn này là nó đang mô tả, xong nó đang so sánh rồi diễn tả liệt kê nọ kia đấy, thì mình sẽ hiểu là như thế. Tiếp này, khiêu để nhắc lại một chút là ở những cái bài trước nhá, thì là mình sẽ đã học những cái dạng bài gì rồi nào? Thứ nhất là dạng bài so sánh này, thứ hai là dạng bài hiu, là dạng bài so sánh ẩn dụ này, kiểu so sánh ví von, đúng không? Là hai cái dạng bài trước mình học, đúng không? Thì đến cái quyển lần này là mình học đến cái dạng bài là suy nghĩ của tác giả. Thì để tác giả có thể nêu ra được cái suy nghĩ của mình thì tác giả có thể sử dụng rất là nhiều các cái phương thức khác nhau, kiểu thế. Ví dụ như là trong cái bài này là phương thức gì thì em đoán? Trong bài này em nghĩ là diễn tả Chị nghĩ là học đang dùng dạng so cái sánh ẩn dụ nữa, đúng không? Người ta đang so sánh ẩn dụ là những cái người mà đến mà chỉ có xem như vào những cái gì mà định sẵn như thế, thì cũng giống như là những cái người lữ khách đi tham quan những cái buổi du lịch và đã được quyết định sẵn cái lịch trình, đúng không? đấy. Đấy thì là nó đang so sánh như thế, và mình sẽ phải hiểu được cái việc đó. Thì thông qua những cái bài đọc trước thì giúp cho mình vận dụng vào những cái bài đọc sau. Vì cái quyển Shinkansen Master này chị thấy nó có một cái điểm rất là hay, là những cái mà nó đã nói ở đằng trước ấy thì nó sẽ vận dụng vào những cái phần bài đọc của lần sau, và em sẽ thấy cái sự logic này nó diễn ra đến tận cuối quyển luôn. Nên là mình để ý cái việc đó để mình gọi là mình biết được các cái cách mà người ta nói để mình đọc cho nó dễ. Tiếp nhé. Hyoka no Sadamata Sakka Ninki no Sakuhin というのは当然、専門家が選んだものであり、その意味で価値のあるものには違いないのですが、それでは単なる追体験に過ぎません。Những cái tác giả mà đã được đánh giá, tác giả đã được đánh giá thì thì cũng có cái chuyện là sẽ được chọn những nhà chuyên môn, đương nhiên là những cái tác giả đã được bình chọn thì thì những cái tác phẩm nổi tiếng của họ đương nhiên là sẽ được nhà chuyên môn lựa chọn bằng cái ý nghĩa như vậy thì chắc chắn là chẳng là có giá trị ạ, chắc chắn là có giá trị, nhưng mà đây là chắc chắn là không quá không Chỉ suy là tại tính không quá ở đây nó có nghĩa là chỉ là ấy, đúng không? Nisuginai là chỉ là là một bé thôi. trải nghiệm thì trải nghiệm đơn thuần ạ. Kiểu như thế. Mình đã phân tích từ đầu nhá. Thứ nhất là chị vẫn nhắc lại một cái ý là khi mà mình thấy chủ ngữ nó có cái nô hóa như thế này này, thì là mình sẽ phải hiểu rằng là nó đang danh từ hóa của cái chủ ngữ, nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, là đằng sau nó nói về cái gì thì cái nô hóa này nó là cái đó. Mà đằng sau mình sẽ thấy là nó là mono de ari. Mono ở đây thì nó chính là danh từ thay thế cho một cái danh từ nào đó. Thì ở đằng trước chủ ngữ của mình ở đây nó đưa ra các cái danh từ là Ninki no Sakuhin và Sakka, đúng không? Vậy tối ưu nô hóa ở đây là những cái tác phẩm mà được yêu thích, hay những cái tác giả mà đã được đánh giá ấy, thì là những cái tác phẩm hay là những cái tác giả mà đã
được những cái nhà chuyên môn lựa chọn. Đúng không? Như vậy mono ở đây nó sẽ thay thế cho cả cái từ sakin và cho cả sakka. Như vậy là những cái tác giả và những cái tác phẩm mà được yêu thích hay được đánh giá như vậy thì chắc chắn chắc chắn là những cái tác giả hay là những cái tác phẩm mà được những cái nhà chuyên môn lựa chọn rồi. Và với cái ý nghĩa như vậy, là với cái ý nghĩa là cái câu trước đấy, thì chắc chắn là ní chi gai nai đây, là thì chắc chắn rằng là lại tiếp nhìn thấy cái từ mono, đúng không? Thì chắc chắn đó là những cái thứ mà có giá Có giá trị, hay còn gọi là chắc chắn đấy là những cái tác phẩm có giá trị, hay chắc chắn đấy là những cái tác giả mà có giá trị rồi. Đấy là việc đương nhiên. Tuy nhiên, để sử gà như vậy mình sẽ thấy ngắt ở đây, đúng không? Tuy nhiên thì làm sao? Sore de wa. Sore de wa là sao? Chỉ với vậy không thôi. Chỉ với cái ý ở đằng trước đấy không thôi. Thì nó chỉ đơn thuần là tan na rự, ở đây nó vẫn là ý nghĩa là đơn thuần là ấy, tan ní này rồi tan na rự này là một, có nghĩa là chỉ đơn thuần nó là những cái trải nghiệm mà đuổi theo mà thôi. Cái từ chơi ở đây là trong từ chơi cạ, trong từ thêm vào ấy, hoặc là đứng một mình thì nó là cái từ từ này ạ, cái từ thích từ này ca nhưng mà phải từ này cái từ từ chơi này mà truy đuổi theo vậy. đấy, đuổi theo đấy, thì là mình sẽ hiểu là cái trải nghiệm gọi là đuổi theo những cái gì mà người ta nói mà thôi ấy, kiểu như thế. Mizukara shu tai teki ni kanso shitai naraba, mazu iriguchi no lakureki to ka sakuhin no kaisetsu o miru mae ni sakuhin sono mono o mite mawari, jibun ga suki na sakuhin ga attara kaisetsu o yomi, saigo ni lakureki nado o mite 理解を深めるという見方をしてみてはどうでしょうか。皆さん。mình sẽ nhìn vào các cái dấu phẩy là nó sẽ ra. Nhìn vào các cái dấu phẩy, khi mà có câu dài thì cứ nhìn vào các dấu phẩy là sẽ ra. Nếu mà muốn thưởng thức chủ thể mang tính chủ quan đã, nếu mà muốn thưởng thức mang tính chủ quan của bản thân Đúng rồi. thì trước tiên Mite Mawari, hãy nhìn xung quanh những cái tác phẩm đó trước khi nhìn giải thích về tác giả hay là lịch sử ở cửa ra vào. Sau đó thì sẽ đọc lời giải thích. Nếu mà có tác giả của mình yêu thích thì hãy đọc đọc lời giải thích. Cuối cùng thì nào đọc. Cuối cùng thì như các tạo nhìn cuối cùng thì mới hiểu phải dịch từ cuối cùng lên. Không sao, cứ ghép nó vào với nhau rồi mình hiểu cả câu. Có lẽ là nên thử cái cách xem như là tìm kiếm sự giải thích, tìm kiếm thử sự giải thích về những thứ như là lịch sử cuối cùng hãy tìm đấy. Thì tiếp trực tiếp đi, thì sao đúng không, thì đô để sổ cả đúng không, thì sao đúng không. Như vậy em hiểu ý của câu rồi đấy. Bây giờ mình sẽ phân tích lại một chút đúng không. Em sau khi đọc đến cuối câu thì em đã hiểu là tối ưu mikata là cái danh từ chính, và tất cả cái đoạn ở đằng trên này nó đều để bổ nghĩa cho mikata này đúng không. Vậy là mình sẽ hiểu là gì nào. Mi na na là bà, là nếu như mà mình muốn thưởng thức một cách chủ động. Cái từ siêu tài đây là chủ thể, nhưng mà mình có thể dịch theo kiểu là mizukara là tự bản thân mình rồi. Vậy là mình sẽ hiểu là nếu như mà bạn muốn thưởng thức một cách chủ chủ động đúng không, nếu như mà bạn muốn tự mình chủ động thưởng thức
các cái tác phẩm đấy, thì trước tiên bạn hãy làm sao? Mite Mauri là nhìn quanh. Cái từ mi rự này này, em sẽ thấy là cái chữ Hán là trong cái từ, là nó vẫn là cái từ kiến, nhưng mà bình thường chỉ là mi rự bình thường ấy, thì chỉ có cái chữ mi ở đằng sau đấy thôi, đúng không? Còn khi mà mình muốn là nâng tầm cái chữ mi rự lên là cái dạng là thưởng thức hoặc là thưởng ngoạn hoặc là ngắm nhìn ấy, thì là mình sẽ dùng cái chữ Hán này. Thì là trước tiên mình sẽ nhìn xung quanh hoặc là tìm kiếm xung quanh những cái tác phẩm mà trước khi đọc những cái lời giải thích của cái tác phẩm đó, hoặc là cái lịch sử ở cái lược sử của tác giả ở trước cái cửa ra vào. Như vậy mình sẽ thấy một cái dạng nữa lặp lại ở đây, đó là Sakuhin Sonomono. Hôm trước đã nói rồi sao nhỉ? Mỗi là danh từ cộng với Sonomono là sao? Là Nó mô sẽ là cái phần ở trước đó. có là nhấn mạnh thêm cái danh từ ở phía đằng trước. Thì là khi mà nó dùng danh từ này xong là cộng với sonomono, có nghĩa là nó nhấn mạnh lại thêm cái danh từ sakuhi này thôi. Và mình sẽ hiểu là trước tiên thì chúng ta hãy làm sao nhìn vào những cái, chính những cái tác phẩm, thì mình có thể dịch là chính những cái tác phẩm mà trước là mình nhìn xung quanh chính tất cả những cái tác phẩm đó trước khi mà mình xem cái phần lời giải thích của cái tác phẩm đó, hay là cái lịch sử của cái tác giả đó ở cái cửa ra vào. Sau đó làm sao, nếu mà nếu mà có những cái tác phẩm mà bản thân mình yêu thích thì mình hãy đọc cái phần giải thích. Sau đó cuối cùng thì hãy fukameru là làm sao? Đào Sâu đào sâu, đúng đã không? sâu Đào sâu cái phần lý giải của mình sau khi mà đã thử gọi là kaila cự na độ omite, gọi là sau khi mà đã thử đọc cái phần 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 lược sử đấy. Thì tối ưu makata mikata là cái cách làm như vậy, đúng không? Cái cách làm như vậy là cái cách làm từ trước đến giờ, là rồi là nào là trước tiên là làm cái này, sau đó thì mới làm cái kia ấy, đúng không? Thì cái cách làm như vậy, bạn thử làm như vậy thì sao, đúng không? Thì sẽ như thế nào? Vậy mình sẽ thấy là tác giả đưa ra một cái câu hỏi, nhưng lại chính là cái điều mà tác giả muốn nói nhất, đúng không? Mặc dù đây là câu hỏi nhưng mà tác giả ý là khẳng định hay phủ định? khẳng định Đúng rồi, là nên làm như thế, đúng không? Vậy đáp án của mình là điều mà tác giả muốn nói đến nhất. hai ạ. Đúng rồi, chính xác, đúng không? Có nghĩa là để mà ngắm nhìn một cách chủ động cái bizutsuden là cái triển lãm mỹ thuật, thì trước tiên mình phải xem những cái tác phẩm đó này, đọc cái phần giải thích mà những cái tác phẩm mà mình yêu thích này, sau đó là mình sẽ đọc cái phần lược sử. Thì tốt ô sư mê được là tác giả khuyên là như thế. Vậy đáp án của mình là 2. Thì với cái dạng bài này vẫn là cái dạng bài là tìm cái suy nghĩ của tác giả, đúng không? Thì mình sẽ phải đặc biệt để ý ở cái phần là tác giả hỏi nó là câu hỏi hoặc là câu phủ định, nhưng mà có thực sự là câu hỏi hay câu phủ định hay không. Thì là để mà nắm được cái việc mình để mà nắm được cái ý của tác giả là khẳng định hay là phủ định, đúng không? Thì là mình sẽ phải đọc nhiều rồi mình hiểu thôi. Ok không? Yeah.